Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kỹ năng sinh viên. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giúp các bạn hiểu sâu hơn về chuyên ngành thương mại điện tử. Nhìn chung thì đây đang là một ngành rất hot trong thời đại hiện nay nên được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Mình cũng nhận được rất nhiều những tin nhắn gửi đến nhờ tư vấn về ngành thương mại điện tử, cho nên mình quyết định làm video này để giúp các bạn hiểu hơn về ngành thương mại điện tử nhé. Trong video này thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành thương mại điện tử thông qua 3 câu hỏi. Ngành thương mại điện tử là gì, học những gì và sinh viên sau khi ra trường sẽ làm công việc gì? Và phần số 2, những người như thế nào thì sẽ phù hợp với ngành này? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhé! Đầu tiên, ngành thương mại điện tử là gì? Thương mại điện tử là ngành có quan hệ mật thiết đến Internet và công nghệ số, là các hoạt động chủ yếu liên quan tới buôn bán và giao dịch thương mại. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản đó là khi bạn làm kinh doanh, ngày xưa thì bạn cần phải ra chợ, tìm những nơi đông người để mở cửa hàng rồi buôn bán, và gần như là bạn chỉ có thể bán được cho những người ở gần bạn hoặc là những người bạn có thể gặp được mà thôi. Nhưng bây giờ, chúng ta đã có thương mại điện tử, bạn hoàn toàn có thể mang những sản phẩm của mình lên bán ở thị trường Internet hay các kênh online. Lúc này thì bạn sẽ không quá phụ thuộc vào vị trí đẹp hay là cửa hàng có to hay không nữa. Chỉ cần có một cửa hàng online là bạn hoàn toàn có thể bán cho tất cả những người dùng Internet hay là online trên những trang mạng xã hội. Mà hầu hết bây giờ thì mọi người trên thế giới đều dùng Internet và các kênh online. Vì vậy, thương mại điện tử sẽ giúp bạn kinh doanh trên toàn cầu. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn thì mình sẽ chia sẻ những hình thức kinh doanh chính từ thương mại điện tử. Hình thức số 1, đó chính là bạn sẽ tạo ra một website. Web này chính là gian hàng của bạn. Bạn bán hàng bằng cách sell web của mình lên top của Google để khách hàng có thể tìm kiếm tới gian hàng hay là doanh nghiệp của bạn. Hình thức số 2, đó là bạn sẽ tạo ra một gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, ví dụ như là Shopee, Tiki hay là Lazada, nơi mà rất nhiều người dùng online hay vào đó để mua sắm và quảng cáo các sản phẩm bán hàng của bạn ở trên đó. Hình thức số 3, mình tạm gọi đây là Digital Marketing, tức là bạn sẽ PR quảng cáo sản phẩm của mình trên các phương tiện truyền thông trên mạng xã hội lớn, ví dụ như là Facebook, YouTube, TikTok, hoặc là có thể thuê KOL là những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo cho bạn. Hoặc là bạn có thể tự tạo một kênh truyền thông riêng khi bạn đã có fan hay là khách hàng rồi thì có thể tự bán hàng trên thị trường của chính mình. Trên đây là 3 hình thức mà mình thấy các doanh nghiệp hay áp dụng trong ngành thương mại điện tử. Tuy nhiên thì vẫn sẽ còn nhiều hình thức nữa. Nếu như có điều kiện thì mình sẽ làm một video khác để chia sẻ cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với câu hỏi số 2. Ngành thương mại điện tử học những gì? Với ngành thương mại điện tử, sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức về kinh tế, tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, nắm bắt chức năng và vận dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải và bảo hiểm hàng hóa. Đặc biệt là các kiến thức về mảng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin là những nội dung tối quan trọng mà sinh viên ngành thương mại điện tử cần tích lũy. Sinh viên ngành thương mại điện tử cũng có cơ hội tiếp cận các môn học bổ ích và thú vị như kinh tế thương mại, pháp luật thương mại điện tử, marketing điện tử, thư tín thương mại, kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, quản trị khách hàng trong thương mại điện tử. Một số trường đào tạo ngành này tốt mà mình biết đến như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng, Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với câu hỏi số 3. Sinh viên ngành thương mại điện tử ra trường làm gì? Có rất nhiều những vị trí khác nhau cho sinh viên ngành thương mại điện tử như chuyên viên marketing online, chuyên viên phân phối sản phẩm, chuyên viên làm quản trị và xây dựng hệ thống trong kinh doanh online, chuyên viên phân tích dự án thương mại điện tử, chuyên viên quản trị website, tư vấn viên, giảng viên, vân vân. Để thành công trong ngành học này, những kỹ năng bạn cần có như kỹ năng bán hàng, kỹ năng tự học, kiến thức về công nghệ tốt. Ngoài ra tiếng Anh cũng rất cần thiết và đặc biệt quan trọng trong ngành này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với phần số 2 trong video ngày hôm nay. Những người như thế nào thì sẽ phù hợp với ngành thương mại điện tử? Để biết được rằng bạn có phù hợp với ngành thương mại điện tử hay không thì hãy xem ngay những tố chất mà sinh viên thương mại điện tử cần có nhé. Đầu tiên đó chính là đam mê kinh doanh, yêu thích công nghệ. Tiếp theo là biết gắn kết và phát huy tối đa năng lực khi làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và đàm phán tốt. Những người có tư duy, sáng tạo, nhanh chóng phân tích và giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn kinh doanh, chịu được áp lực tốt, thích thử thách mình trong môi trường cạnh tranh và cần cù, chăm chỉ, bền bỉ với công việc, vân vân. Nếu như bạn thấy rằng mình có đầy đủ những tố chất trên
thì thương mại điện tử chính là ngành phù hợp dành cho bạn. Nếu như bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì cần giải đáp thì hãy bình luận ngay xuống phía dưới video này. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chọn ngành nghề sắp tới. Chúc các bạn thành công! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Kỹ năng sinh viên.